Alo, chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người quay trở lại với Quyền Hàng Bãi Thang Máy Bắc Ninh. Hôm nay em lại lên cho các bác một cái video giới thiệu và chào bán cho các bác ít hàng nhé các bác. Thì lời đầu tiên vào video thì em xin các bác bỏ ra 3 giây cho em xin một like và một đăng ký kênh đối với bác nào chưa đăng ký kênh. Và nhớ là bật chuông thông báo. Thì để khi mà em lên video thì các bác là những người đầu tiên nhận được video sớm nhất. Đó. Cái đặc thù bên em thì nó có những cái mặt hàng này nó có ít nhé, có cái thì nó có nhiều, có cái thì nó có ít. Đó, cái có nhiều thì không sao, nhưng cái có ít thì một số bác lại không mua được, rất là tiếc. Đó, thực ra thì có ít thì một người mua được thôi, nhưng mà có cái trường hợp xảy ra là người chưa cần lắm thì lại mua được, mà người cần, đang quá cần thì lại không mua được. Đó, nó có cái nghịch lý như thế nhé các bác. Thì cũng không dài dòng nữa thì em sẽ đi vào vấn đề nhá các bác. Thì hôm nay em lên cho các bác cái gì nào? Hôm nay em lên cho các bác một lô nguồn này. Đấy, hôm nay em mới về lô nguồn này. Đầu tiên là lô nguồn này. Đó. Cái hàng này là hôm qua vẫn còn nhá các bác. Mấy cái con quạt này, một con ly hợp từ này, quạt này, rất là nhiều quạt nhé. Quạt nào cơ man nào là quạt. Một con cân điện tử này. Và hôm nay em về được 5 con biến áp cách ly này các bác này. Đó. 5 con luôn. Đó, 5 con biến áp cách ly. Hôm nay em lại tiếp tục về tiếp cái túi cá này. Đó. Chỗ này thì là em có một cái con bu lông nhé. Bu lông hàng khủng long bạo chúa này. Đó. Rất là ghê nhé các bác. Mới đét luôn ở trong hộp như này em bỏ ra này. Đó, cái hộp thì nó do hàng bãi mà. Ở trong công ty á. Đó. Hàng này là hàng của Nhật nhé các bác. Con này rất là kinh khủng. Đó. Chỗ này là một ít ổ điện này. Đó, chỗ này là hai con trà, hai con máy mài hai đá này. Đó, hôm nay em lại tiếp tục về cho các bác một ít mài hai đá nhé các bác. Đó, sang kho bên này nhé các bác. Thì em vẫn còn một ít khay nhựa này. Đó, giới thiệu tiếp cho các bác này, bình áp này, bình áp này. Đó, tủ điện các thứ này, bên này. Đó, chỗ này thì là một ít nhựa này các bác này. Giới thiệu qua trước cho các bác sau em view cụ thể nhé. Chỗ này một ít ốc inox này, một ít ốc sắt đen này. Đó. Chỗ kia là mấy cái đồ linh tinh này, lướt qua cho các bác nhìn này, chân máy này. Đó, inox này. Chỗ này thì là một ít những cái này em gọi là cái lồng nhôm nhá các bác. Đó, cái lồng nhôm nhá các bác, em gọi là lồng nhôm. Đó. Thì ơi. Đấy các bác nhá. Đây em gọi là cái lồng nhôm nhá. Đó. Thì nó có rất nhiều mẫu này, hôm nay em lên cho các bác là 1 này, 2 này, 3, 4, 5 mẫu nhá các bác. Có 5 mẫu lồng nhôm này. Các bác xài mẫu nào thì sau chụp ảnh gửi cho em nhá. Chỗ này này, chân máy các kiểu này các bác này, bánh xe này. Đó, chỗ này những cái tấm nhôm, tấm inox này các bác này. Chỗ này là có một ít cáp này. Và cái cáp này nó là của cái công ty chuyên đi lắp đặt thang máy người ta thải ra nhé các bác. Đó, chắc là do nó còn ngắn quá người ta không dùng được người ta thải ra. Hàng thì nó vẫn mới nguyên đấy các bác. Đó, chỗ này một ít xích này. Mấy cái khóa này các bác này. Chỗ này mấy cái tay nắm. Đó, em vào trong này nhé. Đây là có mấy cái mâm xoay này. Chỗ này mấy cặp dây này các bác này. Đó, có mấy cặp dây. Và em bày cho anh một cái này ra đây nữa đi cho nó sinh động. Ồ, hết rồi à? Còn một cái. Em cứ tưởng vẫn còn nhưng còn mỗi cái duy nhất thôi nhá các bác. Đó, chỗ này thì là những cái lô nhôm này. Còn chỗ này là phíp các kiểu nhá các bác. Rất là nhiều phíp này. Đó. Nhôm này rất là nhiều này. Meca này. Đó, meca thì em chỉ còn còn 3 mẫu này thôi nhé các bác. Và những cái tấm nhôm nhựa này. Tấm nhôm nhựa này thì em còn gọi là còn 2 mẫu thôi nhé các bác. Thì cái tấm này thì nó còn một tấm duy nhất thì không tính rồi. Thì bây giờ em sẽ view luôn cho các bác nhé. Đầu tiên là cái tấm này em còn một tấm này. Đó. Tấm nhôm nhựa này. Kích thước là 94 x 74 x 0,4 này. 90k một tấm này. Em có một tấm duy nhất thôi. Đó. Bác nào có bịt cái gì vừa là lấy luôn này. Đó, và cái tấm này thì còn 2, 4, còn có 6 tấm thôi nha các bác. Kích thước là 94 x 56,5 này,
Nhân 0,4 này 70k một tấm này. Em còn có, em còn có 6 tấm thôi nha các bác, 6 tấm. Đây này. Các bác nhìn thấy nó rất là đẹp nhá các bác. Không một tí vết gì cả. Đẹp dã man luôn á. Đấy, em vạch ra cho các bác xem này, rất là đẹp nhá. Đó, mùi cái chỗ này nó bẩn này. Đó. Bẩn thôi nhá các bác, có chỗ thì nó hơi bẩn. Đó, tất cả là đẹp không tí vết. Nó có bẩn bẩn một xíu thôi, lau cái là nó sạch nhá. Cái loại này nữa này, cái loại này 90k này. Trừ 3 tấm đi. Đó, 90k, cái này còn 1 2 3 4 5 6 7 này, 8 9 10 11. Cái này em đếm đây được 11 tấm nhưng em bán 3 tấm rồi, còn có 8 tấm nữa thôi nhá các bác. Đó, cái này em còn 8 tấm nữa thôi. Đó. 4 này. 8 này 11 tấm nhá các bác. Đó, em còn có 8 tấm nữa thôi. Cái này em còn 8 tấm này. Đó, là hết nhá các bác. Tiếp tục quay sang cái này. Thì cái mẫu này các bác cứ chụp ảnh đây nhá các bác. Nó là dạng mica trong, mica dẻo đó, rất là dẻo nhá các bác. Đó. Mẫu đầu tiên này em giới thiệu cho các bác này. Là 200k một tấm này. Đó. Mẫu thứ hai này. Đó. Là 220k. Và mẫu thứ ba này thì là 300k, mẫu này em còn 2 tấm này. Đấy. Cái tất cả cái dòng này nó đều là một loại nhá, nó chỉ khác nhau với kích cỡ thôi. Nó là dạng mica dẻo, màu nó hơi tối tối, màu kiểu như màu trà đấy các bác. Đó, nó rất là dẻo nhá các bác. Đây. Đó, nó như này mà nó không gãy này, tròn xoe như này chưa gãy nhá các bác. Nó là dạng mica dẻo, đâm ra nó rất là khó gãy. Đó. Nó dẻo nhá. Đó. Em có 3 mẫu thôi. Gần hết rồi các bác ạ. Tiếp tục sang bên này là em còn những cái tấm nhôm này. Đó, tấm này. Em có 1 tấm thôi. Không biết phải cái này có 1 tấm không? Cái này em có 2 tấm thì phải. Đó, em còn 2 tấm nhá các bác. Đó. Tấm này thì cái tấm này này. Thì em còn 3 tấm này các bác này. Đó. Hôm qua có một bác ủng hộ em 1 tấm rồi, bây giờ em còn 3 tấm nữa thôi. Đó, rất là đẹp nhé các bác. Đó, cái này em còn 3 tấm này. Ôi, cái tấm to to như này này, em có 1 tấm này, các bác có xài đến không? Nặng lắm, 57kg tấm này. Kích thước của nó là 171,5 x 102 x 1,2 nữa. Tấm này đẹp lắm. Đó, em có 2 tấm thì em bớt lại 1 tấm, em bán 1 tấm rồi nhá. Còn 1 tấm em để làm mặt bàn. Đẹp á. Cái này em có 1 tấm này. Nhôm nhá các bác. Tiếp tục cái này. Đó. Các bác có thể là các bác có thể để ý là lúc mà em giữ giữ lâu lâu cái hình ảnh này, các bác chụp màn hình các bác nghiên cứu kỹ về kích thước nhé. Sau mua về nó không vừa, nó rất là uổng. Đó. Mà vứt đi thì phí, mà gửi quay lại cho em thì mất 2 lần tiền ship. Nó rất là uổng nhá các bác. Đó, cơ bản các bác để ý cái kích thước này xem nó có vào việc không. Và cái tấm này. Đó, 750k. Đó, nó sẽ khuyết góc cái kiểu này nha các bác. Đó. Thôi nó khuyết góc này em lấy 700 đi. Đó, cái tấm này nó khuyết góc này em tính 700 nhá. Đó, để cho các bác công về các bác cắt bớt cái chỗ này, chỗ khuyết này đi. Đó, bề mặt này nó có một ít lỗ ở đây nè. Cả 4 góc nó đều khuyết như này nha các bác. Đó, em nhắc lại cả 4 góc đều khuyết cho các bác vào là tưởng một góc thôi. Tấm này này các bác này. 350k. Đó. Cái này em còn độ khoảng độ 3-4 tấm. Kia còn một tấm nữa là 3. Đó, em còn 3 tấm nhé. Hồi trước em về khá là nhiều. Một tấm nhôm này này. Đó. Tấm nhôm này. Em bán 700k nhé. 700k tấm này. Tấm này. 380k. Phíp mà em vẫn gọi là phíp đá đó các bác. Em vẫn thường gọi là phíp đá. Đó. Cái tấm này
Cái tấm này hôm nọ em báo với các bác là 120k nhỉ? Đúng rồi, 120k một tấm nhá các bác. Giá em để là 160 nhưng em bán 120k thôi. Không còn đâu một hai tấm nữa, mấy tấm nữa, 4 tấm nữa cả. Đó, còn 4 tấm nữa nhá, bán thanh lý. Còn 3 thôi á. Đó, bà sai em bảo bán ai lấy một tấm rồi còn 3 này nhá các bác. 160 em bán còn 120. Tấm này. Đó, 220k. Đó. Hai mặt đẹp như nhau các bác. Đó. Tấm này 350k. Là phíp nâu nhá các bác. Đấy, rất là đẹp. Đó, tình trạng là hai góc này khuyết ở đây và hai góc dưới khuyết ở đây. Em lười đáng em phải cắt đi, cắt cắt ngang như này đi bán cho các bác này. Đó. Lười không chịu cắt. Đó, bác nào yêu cầu em cắt cho thì em cắt cho nhé. Cắt như này đi thì chắc nó còn khoảng độ, nó còn khoảng độ 90 nhân với 50. Đó, nó khoảng khoảng thế. Đó, 350k nhé các bác. Đấy, và cái tấm trong này này, tấm trong này nhé các bác, 100 nhân với 99,5 này, dày 8 ly 650k. Tình trạng bốn góc đều khuyết như này. Đây, cả bốn góc đều khuyết nhé. Đấy, hai góc dưới kia cũng khuyết kìa. Đây nữa này các bác. Đó, nó cũng khuyết khuyết kiểu như này. Là do người ta nó làm cái mặt bàn đấy. Cái chỗ này là cái chỗ cái khung khung bàn nó trồi lên. Đó. Khung bàn nó trồi lên, người ta cắt để người ta cho nó vào. Đó, và cái tấm cuối cùng là cái tấm này. Giá 200k. Đó, 200k tấm này nhé các bác. Quay sang bên này thì em sẽ, cái dây hôm nay em sẽ lướt qua thôi nhé các bác. Bác nào cần thì alo này. Em có những cái cặp như sau này. Cái cặp này, đó, 1,3 triệu dây đen nhé các bác. Một cặp sẽ bao gồm 3 thanh dây và 2 thanh dây và 6 con bọ. Đó, cặp này là của Đài Loan nhé các bác. Đó, rất là đẹp nhé các bác. Đấy, các bác nhìn kỹ nhá. Đó là một cặp này. Đó, em dừng lại một tí cho các bác chụp hình này. Cặp thứ hai này. Đó. Các bác chụp hình đi. Cặp này chỉ 2 thanh dây và 6 con à 4 con bọ này. Nó cũng của Đài Loan nhá các bác. Ba cái cặp này này, ba cái cặp dây Đài Loan này là nó cùng một loại bọ luôn, cùng một loại dây luôn. Cặp tiếp theo này là 1,2 triệu này. Đó. Cặp này cũng 2 thanh dây và 6 con bọ, nhưng mà cái cặp này thì nó màu trắng và nó ngắn hơn cái cặp 1,3 triệu. Đó, cặp tiếp theo là cái cặp này, dây của THK này. Cặp này là dây của THK, dây đen nhé các bác. Đó. Cặp này 2 dây và 6 bọ này các bác này. Đó, 2 dây và 6 bọ. Đó, hàng của THK nha các bác. Samuit THK. Rất là xịn nha các bác. Và cái cặp cuối cùng đây. Đó, cặp này dài là 49,5. Đó, cặp này cũng của THK này các bác này, dây đen luôn. 300k thôi. Đó, tiếp theo thì em quay sang cái bộ này luôn nha các bác. Cái bộ này này. Đó, cái bộ này thì em cho các bác xem tổng thể này. Đó. Nó tổng thể như này nha các bác. Em sẽ lật lên cho các bác xem này. Bên dưới gậm dưới như này nha các bác. Đấy. Nó là nhôm nhưng mà nó lại sơn anốt màu đen. Có hai cái đường này người ta không sơn. Đó. Nó gọi là anốt màu đen nhá. Cái không phải là sơn, nó gọi là anốt màu đen. Kích thước của cái bộ này là 64 này. Nó dài tổng thể là 64cm này. Đó. Và bản rộng này là 8,5cm. Hành trình của nó là được 42cm. Hành trình nó được từ 42. Nó chạy từ đầu kia sang đầu này là 42cm nhé. Vít me này là vít me 15 bước 5. Cái dây này là dây 9 này. Đó, dây 9 nha các bác. Dây đôi hiển hoi nhá. Hai bọ hiển hoi, bên này hai bọ nữa là 4 này. Đó. Con này thì em bán với giá có 500k thôi, rất là rẻ nhá. Đấy, em lay, em lấy ngón tay em vần vần khẽ khẽ tí này nó cũng chạy này. Đảm bảo các bác là không dơ lắc gì, trơn tru mượt mà nhé các bác. Đấy, em lấy ngón tay em lay lay nó cũng chạy nhá. Đồ rất là ngon. Đó. Em bán có 500k thôi, rẻ lắm các bạn. Các bác chả mua đâu được cái này giá 500k đâu. Em khẳng định luôn nhé các bác. Tại vì
Cái này là em mua được rẻ thì em bán rẻ thôi. Đó. Tiếp tục nha các bác. Lấy cho anh cái thước đây nè. Quay sang bên này thì em giới thiệu đến cho các bác một, em có mấy cái mâm xoay nha các bác. Thì để em đặt máy này. Đó. Đó các bác, thì đầu tiên em lên cho các bác cái bàn to chà bá này. Đó. Bàn này rất là to nha các bác. Đấy nhìn. Em sẽ đẩy cái dây thì gần tí cho nó đỡ va. Đó, nó quay như này nha các bác. Đấy. Bây giờ em sẽ đo kích thước nha các bác. Nó dài tổng cộng là 51 cm. Bề ngang của nó là 25 cm. Đó, 25 cm. Đó, chiều cao của nó là 7,5 cm từ mặt đất lên này. Đó, nó rất là thấp nhé, rất là vững. Đấy, 7,5 cm. Và em đo luôn cái độ dày chỗ này là 4 cm này. Đây, em để dịch vào đây quay cho bác xem. Chỗ này là 4 cm này. Cái chỗ này thì là 2 cm này. Đấy, và cái thân mặt dưới của nó là dày 1,5 cm. Mặt dưới này dày 1,5 cm nhé. Và em sẽ đo cái kích thước của cái mặt dưới này. Mặt dưới này kích thước của nó là 29 này. 29 nhân với 25 nhé các bác. 29 nhân 25. Đó. Cái bàn này em bán với giá là 1,3 triệu nhé các bác. 1,3 triệu một cái bàn này. Đó, nó rất là nặng. Con này nó nặng đến 10 mấy cân đấy, rất là nặng nha các bác. Đó, 1,3 triệu một cái bàn này. Nó ngang với giá nhôm thôi. Đó. Cái thứ hai là cái con này. Cái con này. Đó, con này là 480k này. Đó. Con này em cũng đo nhanh thôi nhé các bác. Kích thước của nó là 29 nhân với 10 này. Tổng chiều cao của nó là 12 này. Đó, 29 nhân với 10 nhé các bác. Chiều này của nó cũng 10 này. 15 này. Đó, chiều này 10, 15. Con này em bán 480k. Các bác có về chế vào việc gì không? Đó. Cái vòng bi của nó khá là to nhé các bác. Đấy, cái lỗ vòng bi này của nó tận 75 nha các bác. Đó. Cái thứ ba này, em giới thiệu đến cho các bác là cái con này. Đó. Con này 600k nha các bác. Con này kích thước của nó là 27 này nhân 15 này. Đó. Chiều cao của nó là 7 cm này. Chỗ này là dày 4 cm này, chỗ này là dày 2 cm này. Cái bản này của nó là dày 1,5 cm luôn nhá các bác. Đó. Và mặt dưới của nó này. Mặt dưới của nó là 15 nhân với 13. Mặt dưới này của nó 15 nhân 13. Đó. Xoay tít mù luôn nhá các bác. Đó. Cái loại này này, mấy cái loại to này thì cái ổ bi này nó tận 2 lần bi nhá các bác. Một cái ổ bi ở bên trên này để chịu trách nhiệm xoay này. Và một cái ổ bi ở dưới này để chịu tải nhá các bác. Đó. Riêng cái ổ bi này em đã bán 200.000 rồi. Riêng cái trụ bi này em bán hơn 200.000 rồi nhá các bác. Đó, còn mấy cân nhôm nữa. Tiếp tục sang bên này thì em giới thiệu đến cho các bác, em vẫn còn những cái thanh nam châm này nhá các bác. Cái thanh này là 54 x 7,5 này, giá 550k này, em còn vài thanh nữa này. Cái thanh 77 x 6 này, giá 550k này. Đó, 77 x 6 nhá các bác. Đó. Có nghĩa là dài 77 cm, bản này là 6 cm này, giá 550k. Em có hai mẫu này thôi. Cái mẫu 77 x 6 này thì em có nhiều hơn nhá. Cái mẫu này em có khoảng độ 5-6 thanh này. Cái mẫu này thì em có khoảng độ chục thanh. Đó. Tiếp tục sang bên này. Sang bên này thì em có những cái khóa này như các bác này. Cái này bằng chất liệu inox 316 nhá. Thì em cứ bán mò này 100k một cái này. Đó. Đó, 316SS ở chỗ này này các bác này. Đó. Cái này thì em lại không quên không xoáy ra để kẹp gen cho các bác. Đấy, em bán như thế này nha các bác. Đó. 100k một cái. À đây, cái này nó có cái để kẹp gen đây. Đây các bác này. Cái này là gen 13 nhé các bác. Gen 13. Đó, gen công nghiệp gen 13.
thì bác nào lấy trước thì sẽ được những cái như này nhé các bác. Đó, bác nào lấy trước được những cái như thế này này, đó, những cái vòi dài này. Đó, bác nào lấy sau thì chịu thiệt hơn thì lấy những cái này nhé các bác. Đó, những cái nó thiếu cái vòi. Đó. Đây cái này cũng thế này các bác này. Cũng bằng inox 316 này, em bán cũng có 100k thôi nhá các bác. Đó. Bác nào lấy cái nào thì chụp ảnh cái đấy nhá. Này cái này này. Cái này này, xịn lắm các bác. Đáng nhẽ cái này em phải bán đắt hơn ấy, nhưng mà thôi. Đó, cái này là gen 19 này. Đó. Em cầm từng cái một cho các bác chụp ảnh nhá. Toàn inox 316 thôi nhá các bác. Cái này gen bé lắm. Cái này gen 11 này. Đó. Và những cái này. Đó. Em có hai cái như này này. Đó. Cái này. Đó. Và cái con này. Cũng toàn inox 316 nhá, nhưng mà con này nó bị gãy cái, nó mất cái tay vặn ở bên trên rồi, kiểu nó có cái những cái tay vặn như tay nhựa kiểu như này ấy các bác. Nó bị bung mất rồi. Mà chính là nó là con này này, hai con này nó là một này. Nó con này nó bị bung cái tay nhựa nhá. Đó. Cái này nó vẫn còn tay nhựa này. Con này nó bị bung tay nhựa này. Đó. Inox 316 SS 316 SS này nhá các bác. Đó, 100k một con. Cái khay này này các bác này, cái khay em đựng nó này em bán là 130k một cái nhé các bác, 130k một cái này. Kích thước của nó em đo cho các bác nhé, khay inox này. Dài 37 này, rộng 23 nhé các bác, đây rộng 23 và chiều sâu của nó là 2 cm, 2,5 cm nhé, chiều sâu này là 2,5 cm, 130k một cái khay này. Đó, quay sang bên này thì em giới thiệu đến cho các bác một ít cái đồ này. Đó, cái gập gập này 12k một cái này. Đó, 12k một cái nhé các bác. Đó, cái tay nắm cửa này các bác này 50k một cái này, nó đến từ cái thương hiệu Intex nhé các bác. Đó. Đó, em đo kích thước một cái thôi nhé các bác. Thì em có hai mẫu. Kích thước của nó là 11 nhân với 7, 11 nhân với 7. Em có hai mẫu này. Một cái mẫu nó màu mạ chrome đẹp như này nhá. Và cái mẫu thứ hai là nó là dạng là kiểu như là bóng mờ ấy các bác, mờ mờ. Đó, rất là đẹp. Đó, nó có chảy xước một chút nha các bác. Đó, các bác nhìn trên video thì có thể sẽ không thấy hoặc là có thấy một tí. Đây ví dụ như chỗ này này, những cái phát sức mạnh là các bác sẽ nhìn thấy. Đây em zoom hẳn lên này các bác. Đó, nó hơi xước một xí thôi, không sao cả. Đó, em có hai mẫu, bác nào lấy mẫu nào chụp mẫu đấy nhá. Này, mẫu này là một này, mẫu này là hai này. Đó, nó khác nhau về cái chất liệu người ta sơn bên ngoài thôi. Một đằng là mạ chrome, một đằng là mạ bóng mờ nha các bác. Tiếp theo em có những cái xi lanh này các bác này. Đó, nguyên bản của nó đây là 100k cho 4 cái này. Đó, xi lanh đây nha các bác, hành trình 1 cm. Đó, hành trình này 1 cm, 100k 4 cái này. Đó. Cái cuộn xích inox này vẫn nằm đây nha các bác, dài 6,5 m này. Đó. Em bán 150k 1 m này. Đó. Xích inox nhá, rất là xịn. Đó. À, đây em có cái tí cái này này các bác này. Bác nào xài không? Nó là những cái con viên bi tì nhá, để em lau đi xem có nhìn thấy thương hiệu không. Cái này như là của NSK của Nhật thì phải. Em lau một viên đi nhá các bác. Nó vẫn dính dầu mỡ. Nó hàng nó vừa về hôm nay. Nào nhỉ? Làm nào để lấy nét được nhỉ? Gia ban này các bác này, có chữ gia ban này. Nó có chữ gia ban ở dưới nha các bác. Lấy nét hơi khó nhỉ. Ở đấy. Đây nó có chữ gia ban đây nhá các bác. Chữ trên này là chữ gì đây?
Đấy, chữ gia ban ở bên trên này. Thế còn chữ dưới này là chữ gì? Đó, em không biết là chữ gì nhá, bên dưới này rất là khó nhìn. Các bác có thể chụp ảnh zoom nó lên một chút này. Đó, chụp ảnh zoom lên nhá. Bên đó kích thước cái này em bán 10k một viên. 10k một viên thôi. Đó. Nó là viên bi tì nha các bác. Đó. Đấy, bi tì này, nó lăn lăn như này, rất là xịn, đồ của Nhật đó. Hàng tháo máy nhá các bác. Kích cỡ của nó em kẹp cho các bác này. Đó. Là đường kính 1/6 này. Độ dày của nó là 1/1 nhé. Đó, thế còn cái gen này. Cái gen này, gen này để em kẹp nhé các bác. Cái gen này thì là gen mấy ly đây? Gen này là gen 6 ly nha các bác, gen 6. À, ốc của nó là ốc mấy nhá? Ốc này là ốc 10 luôn này. À, gen 6 ốc 10 nha các bác. Em bán 10k một viên, em có chỗ này không biết được bao nhiêu cái này. 10k một viên này nhá các bác. 2, 4, này, 5, này, 6, 7, 8, 9, 10. Chắc khoảng độ 20 viên gì đó. 10k một viên thôi, rất là rẻ nhá các bác. 3, 4, 5, này, 5, này, 10, này, 15, này, 20. Đó, em có 20 viên nhá. Chỗ này có 200k thôi. Đồ rất là xịn nhá các bác. Đó, hàng của Nhật đó. Các bác đi mua chắc mua mới cái này chắc nó phải 5-70 nghìn viên. Tiếp tục quay sang bên này thì em có hai cái cuộn cáp này. Chỗ này là hai cuộn nhá các bác. Đó, chỗ này là hai cuộn. Thì em để chồng lên nhau nhá các bác. Đó, thì một cuộn của nó là nặng 10 kg này. Đó, em bán với giá là 400k nhá các bác. Thì một cái cuộn này nó dài khoảng độ từ 30 cho đến 31 mét nhé. Đó, 10kg này nó khoảng độ 30 đến 31 mét. Thì cái dây của nó là nó thiết kế kiểu dây này nhá. Thì em hỏi bên cung cấp thì người ta bảo cái này là do cái công ty chuyên đi thi công lắp đặt thang máy nhá các bác. Đó. 10,6 này. Đó. Công ty chuyên đi lắp thi công lắp đặt thang máy, người ta cắt thừa người ta bỏ nhá. Đó. Thang máy công nghiệp đó các bác. 2 sợi này, 4 sợi này. Nó sẽ có 8 cái sợi thép này nha các bác, 8 cái sợi cáp nhỏ này người ta tết. Đó, cái sợi cáp này là cáp 3 ly này. Tết quanh một cái sợi dù như này nha các bác. Đó. Nó tết quanh một cái sợi dù như này. Đó. Nó vừa đảm bảo độ dẻo dai và vừa đảm bảo độ chắc nha các bác. Đó. Cái này uốn nó không gãy đâu. Đó, giá em bán 400k. Tính ra là có mười mấy, 11, 12 nghìn một mét một sợi cáp này thôi nhé các bác. Giá rất là rẻ đây. Cái đầu nó này, công ty người ta cắt xong người ta còn rút lại như này nhé các bác. Nó cái chỗ kia này em rút ra ấy, em rút ra. Để cho các bác, em tở ra để view cho các bác thôi. Còn nguyên bản là công ty người ta cắt xong người ta còn rút lại như này nhé các bác. Đó, rất là xịn nhé. Cáp rất là ngon nhé, hàng mới ấy. Vẫn còn đầy dầu mỡ này, tay em sờ vào nó có dầu mỡ này. Đó. Tiếp tục vào trong này. Em có những cái bộ bánh xe này nhé các bác. Bộ này là 650k này. Đó, hàng rất là to nhé. Hôm nay em sẽ chỉ chụp ảnh thôi, không đo kích thước nữa. Cho nó đỡ mất thời gian. Bác nào có xem kỹ hơn thì có thể là xem lại video em sẽ view từ trước này. 650k một bộ này, 4 bánh này. Bộ thứ hai là cái bộ này. Đó, bộ này 700k này, rất là đẹp nhá. Bộ này thì siêu đẹp luôn. Đó, mã của nó đây, AC1000 này. Đó, Carry Master. Đó, bộ này 700k, một bộ 4 bánh nhá. Bộ này thì 550k này. Đó, WI80 nhá, nó tương đương với WI80. Well Master này, Biung này. Đó, nó kiểu như là hợp tác của cái hai công ty đó các bác. Biung này. Đó. Bộ này thì bánh thì rất là đẹp. Thế nhưng mà thân thì bị chầy xước. Đó. Do va chạm máy móc cẩu nhé các bác. Thân thì bầy trước. Đấy. Trên này ghi chữ Well Master. Dưới này ghi chữ Biung. 550k bộ này. Bộ tiếp theo này. Bộ tiếp theo là cái bộ này. 500k này, hàng tháo máy y tế nhé các bác. Đó. Hàng tháo máy y tế. Bộ tiếp theo là cái bộ này.
Em hôm nay mới về nhá. Cái bánh này của nó chất liệu bằng gì ấy các bác? Rất là xịn nhá. Đó, nó đến từ cái thương hiệu này này các bác này. Đây nó có cái chữ này, FX à gì XF XS đó, hay là X5. Không biết là XS hay là X5. Đó. Đó, rất là đẹp nhá các bác. Bộ này em bán ra 300k. Các bác nhìn cái bánh của nó này rất là xịn nhá. Đấy, cái bánh của nó này, cốt này trong này là cái cốt cốt thép này. Bắt đầu từ cái chỗ này ra này. Nó là cái loại vật liệu cao su gì ấy, cứng lắm các bác. Đó. Loại này chịu tải vô tư nhá, mà cái loại này thì chạy nền kiểu nền nền gạch men thì các bác không lo chảy xước nhá. Bánh này chạy thì không lo chảy xước. Bộ này em bán 300k này. Bây giờ em sẽ đo kích thước cho các bác nhé. Và em cũng báo luôn là bốn bánh như nhau nhé. Cái này thì bốn bánh như nhau. Em sẽ đo kích thước này. Chiều này là 9 cm, chiều này là 6,5 cm. Đó. Chiều cao từ bánh lên đến mặt này là 10,5 cm. Đường kính bánh này. Đó, đường kính bánh là hơn 7 cm một chút nhé các bác. Đó, nó khoảng độ 7,5 cm. Độ dày của bánh là 3,5 này. Đó, độ dày của bánh là 3,5 cm nhé. Này, cái bánh này của nó nguyên bản nó màu đỏ này, do nó lăn bẩn bẩn, nó dính bẩn, nó màu đen này. Này, bánh của nó màu đỏ như này nha các bác. Đó. Bộ này em bán 300k này. Đó, 300k cho bộ này. Đó. Bộ tiếp theo là cái bộ này. Bộ này xịn lắm các bác. Bộ này là của Kari Master này. Đó. Auto CFT này. Đó. Không biết là có mã nó ghi đâu không. Kari Master này, Auto CFT này, đó, bộ này khá là đẹp nhá, cái bánh chất liệu nhựa gì màu trắng trắng rất là đẹp, em sẽ đo kích thước này, má của nó rất là dày nhá các bác, bộ này má rất là dày, bộ này siêu chịu tải luôn, bộ này đường kính của nó là 9, à, mặt bích này của nó là vuông 9 cm này, tổng chiều cao từ mặt bích đến đây là 10 cm nhé. Mặt bích lên bánh này là 10 cm. Bánh này đường kính của nó này em đo này, nó khoảng độ 7,5 cm nhé các bác. Thế em lấy thước em kẹp đi. Đây các bác này. Đó, 7,4, 7,5 nhé. Đó, độ dày này các bác này. Độ dày là 4,3 cm này. Bộ này em bán 400k này, em có một bộ duy nhất thôi. Đó, 400k cho bộ này nhé các bác. Một bộ duy nhất này 400k này. Đó, có mỗi một bộ thôi. Ôi, em bán cái chỗ này 100k này. Các bác có làm gì không? Nó là có những cái coin gì ấy các bác. Nó kiểu như khởi động từ ấy đấy các bác. Của Nga nhé các bác. Đó. Các bác có thể xem thông số này về lấy đồng cũng được nhé các bác. Lấy những cái cầu đấu này. Nó kiểu như cái coin khởi động từ ấy các bác. Đó. Cái chỗ này nữa này, à, chỗ này là cái kiểu cái coin này hít 500 mà, à, cả một cái cụm này bao gồm 1, 2, 3, 4, 5, 6 cái này em bán có 100k thôi nhé. Đó, em định phá lấy đồng nhưng mà em thấy nó hơi phí một chí này. Các bác dùng được thì tốt, đó. Không dùng được thì để em phá đồng 100k, nặng lắm. Chỗ này nó nặng phải độ 2 cân đấy các bác. Cái bộ này em bán 600k, 650k này. Nó có cái thớt này bằng inox nha các bác. Đó, cái này thì bằng sắt này. Đó, nó như này nha các bác. Đấy. Cái này thì nó xoay xoay như này lên được này, xoay điều chỉnh lên được. Đó. Cái này của cái hãng Intop nhá, Intop đây này, có cái chữ Intop đây này các bác, em sẽ cầm lên cho các bác xem. Đó. Intop này. Quy Intop. Mã của nó là 160 nhá, 160 thì nó sẽ có một cái đế inox như này. Đấy, để chặn ở đây. Và cái đế này là để xoay nhá. Đó. Nó có thể trượt trượt như này được này các bác. Đó. Đó. Chân đế đây bằng cao su rất là đẹp nhá các bác. Đây đây em để bẩn em không vệ sinh thôi. Bây giờ em sẽ đo kích thước cho các bác một chút nhá. Con này nó chiều này của nó là 160 này. Đó. Nó gọi là 16 là của nó là 160 nhá các bác. Đây. Đó, mới nhìn thấy chưa? 160 luôn nhá. Đó. Đấy. Và em kẹp cho các bác cái gen này nữa thôi.
Gen này của nó là gen 16 nhá các bác. Gen 16 em kẹp là 15 năm, này của nó là 16 nhá. Đấy, xoáy ra được như này, tăng chỉnh ở đây nhá. Chân máy tăng chỉnh, bộ này siêu chịu tải, em bán 650k bộ này thôi. Bộ này nó nặng hơn 20 cân nha các bác, tiền ship là mất 100.000 nữa là 750k nha các bác. Quay sang bên này, em lại tiếp tục giới thiệu đến cho các bác những cái bộ này nhá. Đó. Nó đến từ cái thương hiệu Repet này. Repet đó. 250k một bộ, em gọi là bộ nối chữ thập nha các bác. Đó, quay được tứ phía luôn nha các bác. Đó. Rút ra được như này này. Đấy, nó có hai nửa nhá các bác. Đấy, bây giờ em đo kích thước cho các bác nhá. Em để đây em đo kích thước này. Tại vì cầm đo nó ngoằng ngoằng không chính xác. Nó dài 21 cm. Dài 21 nhá. Đường kính này. Đường kính là 31,5 mm nhá. Kẹp cho các bác cái cốt này. Đấy. Cốt này là cốt 15,5 này. Đó, 15,5 15,6 nhá. Đó. Thế còn cái phần nó ngậm vào nhau này. Cái phần nó ngậm vào nhau này nha các bác là 8 cm. Đó, phần ngậm vào nhau là 8 cm nhá. Cái này em gọi là khớp nối chữ thập nha các bác. Đó, khớp nối chữ thập. Em bán là 250k này, một cái này. Em có hai loại này, cái này bằng thép nhá. Nó có cái loại nó vẫn như thế nhưng mà cái màu này nó đẹp hơn này. Đó. Cái này nó bằng bằng thép kiểu màu thép trắng này, kích thước y xì nha, thông số y xì. Đó, cũng rút ra như này này. Em nghĩ là cái này nó đánh bóng lên thì nó ra màu đấy hay sao á. Đó. 250k một cái nhá các bác. Khớp nối chữ thập. Đó, một cái đực một cái như này này các bác này. Đó, rút ra được nhá. Các bác có thể mua rời cũng được. Nhưng mà mua rời thì em chỉ có cái này nè. Em chỉ có cái đực này thôi. Đó, em chỉ có cái đực này thôi nha các bác. Đó. Mua rời như này thì em bán 150k một cái này. Đó. Em có hai cái này. Đó, khớp nối chữ thập này. Có khi có nhiều một số bác chỉ cần được mỗi cái này thôi là được. Đó, thì em có thể em bán rời. Đấy. Các bác cái này tháo rời được nha các bác. Cái cốt này có thể tháo rời được bằng cách nhả cái đinh chốt hãm của nó đây ra này. Đây, nó có hai cái đinh chốt hãm này, về các bác nhả được ra này, các bác nhìn kỹ này. Đó, thì các bác tận dụng được một cái khớp nối này. Đỡ được một nửa tiền nhá. Đó, hai đầu này như nhau rồi. Đó. 150k một cái này. Bác nào mua cả bộ này là 250k. Tiếp tục vào trong này em lướt cho các bác trong này nhá các bác. Tấm nhôm này các bác này, 200k này. Đó, cái tấm nhôm làm thớt đó các bác. Tấm này 350k này. À 390 này, nhôm nhá các bác. Thế còn hai cái tấm này là hai tấm inox này. 208 này và 190 này. Đó. 208 và 190 này. Tấm này là 60k này, inox luôn tròn luôn nhá. Cái này 340k này. Cái này thì là 360 này. Đó. Lô nhá, lô nhôm. Lô này bằng nhôm. Chỗ này thì có mấy cái mâm thép này, một cái mâm inox này. Đó, mâm này bằng inox, còn hai cái mâm này bằng thép này. Còn cái này thì là chân máy này các bác này, em lại giới thiệu đến cho các bác cái chân máy này. Intop này. Đó, Quy Intop của cái hãng Quy Intop. Đó. 150k một bộ 4 chân nha các bác. Thì cái này nó dài là 16,5, nó cao 16,5 cm này. Và gen này là gen 20 nha các bác. Đó. Thế còn cái chân này thì bằng inox này. Đó. Một bộ này em bán 500k nhá. Về hôm nay mới về được một bộ duy nhất này. 500k một bộ này nhá. Cái này em cam kết với bác là full inox 100%. Đó, chỉ có cái đế này là bằng cao su thôi. Cái đế này bằng cao su, còn toàn bộ là inox hết. Đó. Cái thiết kế cái cổ quay này rất là lạ. Đó. 500k cho bộ này nhé. Em đo kích thước cho các bác nhé. Cái bộ này nó cao này. Em phải cầm nó ngay một chút này. Nó cao là 22 cm này. Đế của nó là 10 cm này. Đó. Em kẹp cho các bác cái gen này.
Cái gen này là gen bao nhiêu này? Gen này là gen 24 này các bác. Đó, gen 24 nhá các bác. 500k cho bộ này, chưa bao gồm phí ship này. Đó, em có một bộ duy nhất thôi. Đây. Một bộ 4 chân nhá. Đó. Nó lỏng vùng mèo như này nhá các bác, rất là hay. Đó, một cái chân máy rất là kỳ lạ. 550 500k một bộ. Tiếp theo cho các bác, em vẫn còn những cái trục inox này này. Đó, 150k một cái này. Đó, không nay không view nữa. Mấy cái tủ điện này. Đó, mấy cái tủ điện này. Mấy cái bình này nhá các bác. Và một đống đồ linh tinh như này. Một cái khay này này các bác này. Em có một cái duy nhất này còn sót lại này, 160k nhá các bác. Đó. Một cái khay inox này. Thùng đáy nhá các bác, thùng đáy như này. Đó. Đó. Và tâm điểm hôm nay thì là cái lô này nhá các bác. Tâm điểm hôm nay nó ở cái lô này. Thì em sẽ giới thiệu cho các bác nó, em có một mẫu này, hai mẫu này, ba mẫu, bốn mẫu và năm mẫu. Em có năm mẫu nhá. Thì đầu tiên em giới thiệu cái tiện đây nó ở gần, em giới thiệu trước này. Cái mẫu này nhá các bác. Đó. Chiều dài 29, chiều rộng 16, à chiều cao 16 à, cao 16 này. Và rộng 11 nhá các bác. Đó, có cái tay sách màu đỏ rất là đẹp này. Đây nó có cái chữ gì đây, rất là trông rất là xịn sò này. Đầu này cũng có một cái tem nữa đóng ở đây nữa. Không biết đựng cái gì ở trong này. Đó. Thì chỗ này là nó có những cái khóa này nha các bác. Các bác có thể gập lại như này để chắn lại này. Không thích thì lại ấn nó xuống, lật nó lên này. Đó. Đấy, nó có những khóa như này nha các bác. Đó. Đáy của nó đây. Lồng nhôm nhá, cái đầu tiên. Cái tay đỏ này. Các bác là bảo bán cho anh cái lồng nhôm có tay sách màu đỏ này giá 250k. Đó, nhôm này rất là dày nha các bác. Hàng này là hàng hàng đúc nguyên khối, nó mới ghê chứ các bác. Hàng này đúc nguyên khối nhá, không có một cái vị trí bắt ốc nào đâu nha các bác. Hàng này là hàng đúc nguyên khối này, nó mới giá trị này. Đó. Cái đầu tiên này 250k. Cái thứ hai là cái màu xanh nhá các bác. Cái này thì nó dài hơn một chí này, dài 30,5 này, cao 16 này và rộng 11,5, lại rộng hơn một chí này. Đó, và cái chốt này nó cũng to đẹp hơn này các bác này. Ôi, cái chốt này đẹp lắm. Đấy. Vâng, nhìn cái chốt này xích chưa? Đó. Đấy. Đấy, hình thức nó như này nha các bác. Cái quai nó là màu xanh luôn này. Cái gì cũng màu xanh này, đế của nó đế thủng nhá. Con này thì lại đế thủng. Đó, đế thủng như này. Đấy, các bác về đựng cái gì không? Có thiết kế để đựng cái gì không? Đó. Đó. Giá em bán là 260k một con nhá. Cái này nó cũng có những cái tem tem như này này, rất là đẹp này các bác. Có mã quét QR, hẳn hoi. Đó, có cái này không có này. Đó. Mẫu này thì lại không có, nó vẫn là màu xanh nhá. Đó. Con này thì không có cái mã quét QR. Con này thì bị bong mất một cái như này. Đây là mã số 2. Để em bỏ gì cho đây, em view cái số 3 nhá các bác. Cái số 3 là cái này. Cái này thì nó lại thiết kế quay đôi nhá các bác. Đó, quay đôi rất là đẹp này. Đó, quay đôi này. Kích thước em ghi ở đây này. Bà xã em ghi nhầm mà. Toàn bộ ghi nhầm hết rồi. Cái này 17 thôi á, 27 nhá các bác. Cái này là 27 nhá, để em sửa lại cho các bác nhá. Đó. Em sửa lại kích thước cái nhá các bác, đợi em chút. Đó, tiếp tục các bác này. Cái này kích thước là 27 nhá. Để em đo lại cho các bác nhìn này. Chiều dài của nó là 27 này. Chiều cao của nó là 16 này. Bề ngang của nó là 13,5 này. Đó. Con này em bán giá 220k nhá. Đó, em quay một lượt cho các bác nhìn này. Đó, đáy của nó đây nhá. Cũng là dạng đúc nguyên khối luôn nha các bác, không phải là hàng bắt vít đâu nha các bác. Lô này rất là xịn, toàn hàng đúc nguyên khối rồi. Đó, con này 220k này. Các bác chụp hình đi. Đó.
Con thứ ba thì nó kích thước nó cũng như thế nhá. 27 x 15,5 x 13,5 này. Đó, con này thì nó lại kiểu ngang như này nha các bác. Đó. Nó vẫn có những cái này này, đấy. Nó gập lại như này này nó chắn nhá các bác. Cái này các bác con để cài cái gì vào đây, nó có những cái khanh cài cài này. Đó. Đó, cái này cũng quay đôi này các bác này. Đó, nó có những cái cài lại như này bằng inox hay bằng gì ấy. Đó. Con này là 180k nhé các bác, 180k một cái này. Đó. Và cái mẫu cuối cùng em giới thiệu đến cho các bác là cái mẫu này. Đó. 200k. Kích thước của nó là 20 x 25 x 12 nhé. Đó. Để em đo lại nhé. Chiều này là 25 này. Đó. Chiều này là 20 này. Chiều này thì là 12 này. Đó. 12 nhé các bác. Đó. Con này thì quay thì một quay bằng inox như này nhé các bác. Cũng hàng đúc nguyên khối nhé các bác. Đấy, hàng đúc nguyên khối này. Đó. Rãnh của nó. Con này thiết kế rãnh kiểu khác nhé. Đó. Đấy. Con này thì là 200k này, để đây cho các bác chụp hình này, 200k con này. Đó là toàn bộ những cái mẫu lồng nhôm nhá các bác, em có nhá. Đếm lại các bác này, một cái mẫu màu xanh này. Hai là cái mẫu này này. Ba là cái mẫu này này. Bốn là cái mẫu này này và năm là mẫu này. Đó, em có tổng cộng có 5 mẫu. Tiếp tục quay sang bên này. Đây này cho các bác này, một ít ốc này. Ốc này là ốc 21, dài 21cm, gen 24 này, 60k một con, inox 304 nhé. Cam kết với các bác inox 304, cái này là 6 phân rưỡi một con này, gen 22 này, 100k cho 4 con này. Loại này là dài 8,5cm này, gen 22 này, 28k một con này. Này, cái này 28k một con như này nha các bác. Đó. Cái này thì là 100k cho 4 con này. Đó. Inox 304 ghi luôn đây nhé. Con này thì là 60k một con này, cũng inox 304 nhá các bác. Hàng rất là xịn. Đó. Cái này thì 50k một cân này. Đó, em đo một con cho các bác nhé. Ốc mới chưa sử dụng nhá các bác, rất là xịn. Con này thì là 6 này, ốc 6 nhá các bác. Dài tổng cộng là 3,4cm này. Đó. Rất là dài nhé. Và cái tán này nó là tán này là rộng 1,4cm này. Đó. Thì con này nó bắt được cả tô vít dẹt và tô vít bốn cạnh đều được nhé. Đó. Nó thiết kế kiểu này cả tô vít dẹt cũng dùng được và tô vít bốn cạnh cũng dùng được. Đó. Quay sang bên này thì em có một ít nhựa này. Em còn mấy mã nhựa nhé. Thì cái mã đầu tiên là cái mã này. 55 x 4 x 1,5 nhé. 100k cho 3 thanh. Thì đâu đây em còn có 5 thanh thôi. Đó, còn 5 thanh này. Đó. Có 4 cái lỗ 1, 2, 3, 4 này. Loại thứ hai là cái loại này. Cũng có 4 lỗ 1, 2, 3, 4 này. 49 x 4 x 1,5 này. 30k cho 1 thanh. Cái này là nhựa PU nhé các bác. 30k 1 thanh này. Loại này. 45 x 4 x 1,5 này. Cũng có 4 lỗ 1, 2, 3, 4 này. Cái loại này 100k cho 4 thanh nhé các bác. Đấy, cái này em có 4 thanh. Đó, cái loại 30k một thanh này thì em có nhiều này. Đó. Và loại cuối cùng này. 28 x 4 x 1,5 này. 60k cho 4 thanh. Em có đúng 4 thanh. 60k. Đó. 60k đây nhé các bác. Đó là hết nhựa rồi. Quay sang bên này. Thì em có cái bình này nhé các bác. Giá 2,2 triệu vẫn nằm đây, chưa đi nhé các bác. Đó. Cái bình này giá 1,2 triệu này, bằng inox nhé các bác. Rất là đẹp. Em về được 4 bình nhá. Kích thước của nó là dài 45cm này. Phi của nó là phi 17 nhá các bác, đường kính 17 này. Cao 27cm nhá. Một cái bình này nó nặng 10 cân, 11 cân hay sao á. 11 cân hay là 12 cân em chả nhớ nhỉ. Em có ghi ở cái chỗ nào không? Đó, 11 cân rưỡi một cái nhé các bác. 11 đến 11 cân rưỡi một cái. Rất là nặng nhé.
Đây này các bác này, nhìn cái chân của nó này, cái chân của nó rất là dày, nhưng em kẹp cho các bác xem cái chân. Bốn ly tám các bác ạ, 4 ly 8 này, dày kinh khủng. Thế còn cái bình này, em gõ cho các bác xem nhé. Cái bình này gõ này, rất là dày nhé các bác. Đấy. Này rất là dày, em có 4 cái này. Bình này là 10 lít nhé các bác. Dung tích của bình này là 10 lít, giá em bán là 1 triệu 2 một cái này. Thì nó bao gồm ở trên này nó có 4 cái vòi như thế này, con nào cũng thế nhé, có 4 vòi. Và dưới đáy này nó có một vòi như này này, nặng quá các bạn. À, dưới đáy nó có một cái vòi này nữa các bác. Đó. À, nó thiết kế kiểu như này. Đó. 1 triệu 2 một bình. Em có 4 cái này. Đó. Tiếp tục là những cái khay nhựa nhé các bác. Thì em có hai mẫu này. Em bán đồng giá là 100k 10 cái. Đó, 100k 10 cái nhá. Cái loại mà nó có gân gân này thì kích thước nó nhỏ hơn, nhưng mà đổi lại là nó chồng được lên nhau như thế này. Đó, chồng được lên nhau như thế này nhá các bác. Đó. Thì các bác đổi chiều đi, các bác sập lại thì nó lại xuống gọn như này. Kích thước của con này nó là 21 x 15,5 x 8 này, giá 100k 10 cái này. Đó. Chồng vào là nó gọn như này nhá các bác. Đó. Loại thứ hai là cái loại này. Loại này là kích thước là 22 x 17 x 8 này, cũng 100k 10 cái nhé. Cái này kích thước nó 21 x 15,5 nhé các bác. Đấy. Đút vào đây nó lọt vừa khít luôn này. Đó, lọt tủm luôn nhé. Đó, cái này nó to hơn một chút này, cũng 100k 10 cái này. Hay là của cái hãng này Nidec Sankyo này nhé các bác. Sankyo. Đó, thương hiệu của Nhật sản xuất tại Việt Nam nhé các bác. Cái chất liệu nhựa này nó không biết là chất liệu nhựa gì, nó hơi giòn giòn nhá, nhưng mà đấy, nó rất là giòn, nhựa này thì nó giòn. Đó. Đó. Cái này thì em còn khá là nhiều nhá các bác. Đó là những cái gì em muốn giới thiệu đến cho các bác. Bây giờ quay trở lại kho cũ để em giới thiệu cho các bác ít đồ nữa nhá các bác. Tiếp tục nha các bác. Quay về kho cũ này thì hôm nay em lại lên cho các bác một ít nguồn nhá các bác. Đó. Thì đầu tiên em giới thiệu cho các bác cái con này. Nem về một ít nguồn của Omron này. Con này là 24V 14A này các bác này. 450k con này nhé. Con này thì là đâu? Cầm chiều này các bác. Điện vào là từ 100 cho đến 240V đều được này. Đó. Điện ra con này của nó bên này là 14V, à, 24V 14A này. Đó. Linh kiện của nó, các bác nhìn linh kiện của nó này, khá là ngon nhá. Con này là 450k này, đó. Còn tiếp theo em giới thiệu đến cho các bác là cái con này. 950k này. Con này nguồn của Attec nha các bác. Attec này là của Nhật nhá các bác. Đó. Con này thì đầu vào của nó là từ 100 cho đến 240V này. Đầu ra của nó là, nó ra tận 3 cổng nhá, 24V 15A này, 5V 35A và 12V 17A. Nó tương ứng với đây nha các bác. Đó. V1, V2, V3 này. Đó. Em nhắc lại này, nó có 3 cổng ra này. 24V 15A này, 5V 35A và 12V 17A. Đó, nguồn của Attec nha các bác. Đó, con này 950k này. Con thứ ba em muốn giới thiệu đến cho các bác là cái con này. Đó, cái con này. Con này thì 900k này. Con này cũng của Attec này. Đó. Attec nha các bác. Đó. Và con này nó ra tận 7 cổng nhá, bao gồm cổng 2,2V 35A này, cổng 60V 3,5A này, một cổng nữa 60V 3,5A nữa này. Một cổng V4 15V 8A này, một cổng V5 15V 4A này, một cổng V6 5V 10A này, và một cổng V7 là 3,3V 10A. Đó, nó ra cần này cổng nhé các bác. Đây, nó ra cần này cổng này. Úi, nhiều chi chít luôn này. Đó. Con này em bán 900k này. Nguồn của Attec. Đó. Tiếp theo cái lô nguồn này nhé các bác. Lô nguồn này 12V 50A này. Nguồn của Hàn Quốc nhé, Made in Korea, của cái hãng Phasotronic này.
đó, file Sultronic này, Sultronic đó. Con này điện áp vào cũng là 100V cho đến 240V này, ra của nó là 12V 50A nhé các bác. Đó, rất là lớn, 12V 50A. Cái con thứ ba em muốn giới thiệu đến cho bác là cái con này. Con này nó sản xuất tại Trung Quốc này, nguồn của Miwell sản xuất tại Trung Quốc này. Con này điện áp ra của nó là 24V 25A nhé. Đó, điện áp vào của nó là từ 100 đến 240V đều được này. Giá con này bán 650k này. Con này nó mới đẹp như mới luôn nhé các bác. Mới cứng cong luôn. Đó, mới ơi là mới nhé. 650k con này, 24V 25A. Đó, tiếp theo con này. Con này là 24V 41,7A nhé. Con này thì sản xuất tại Đài Loan luôn này, sản xuất tại chính quốc này. Miwell này là của Đài Loan nhé các bác. Điện áp vào của nó cũng là từ 100 cho đến 240V đều được này. Điện áp ra là 24V này, 41,7A, rất là kinh nhé các bác. Con này cực gấu. Đó, con này 800k, em có một con duy nhất thôi. Một con hay hai con này em chả nhớ. Thì như có hai con. Cái cực nguồn của nó như này các bác này. Đó, điện vào đây nhé các bác. Đó, 800k con này. Cái con tiếp theo mới giới thiệu đến cho các bác là cái con này, 200k nhé. Con này là của cái hãng Omron này. Đó, con này có 200k thôi. Omron nhé các bác. Omron đây. Sản xuất tại Nhật luôn nhé. Made in Japan, Nhật nòi luôn nhé. Điện áp từ 100 đến 240V này. Điện áp ra là 24V 4,6A nhé các bác. Đó, con này nó tương đương với khoảng độ hơn 100W một chút. Công suất của nó được khoảng độ hơn 100W. Đó, rất là đẹp nhé. Con này thì nhìn rất là đẹp. Đó, linh kiện của nó có 4,6A thôi nhưng mà linh kiện của nó dày chắc luôn nhé các bác. Nó con này 200k, 24V 4,6A, hàng của Omron xuất xứ từ Nhật Bản. Còn tiếp theo là con này, em có hai con này. Con này mi gấu này. Đấy, cái quạt của nó, cái quạt tản nhiệt nó to tổ bố đây nhé các bác. Con này là cũng của hãng Omron này. Omron này, sản xuất tại Nhật luôn nhé, Made in Japan luôn này các bác này. Đó, con này kích con này điện áp vào cũng 100 cho đến 240V đều được này. Điện áp ra của nó là 24V 27A nhé các bác, 27A. Đó, con này nó tương đương với khoảng độ 600W nhé các bác, trên 600W một chút. Đó, rất là gấu, con này cầm chữ tay luôn nhé. Nó chắc nó khoảng độ 3-4 cân, nặng lắm các bác. Con này em sẽ đo cho các bác kích thước một chút nhé, do nó hơi lớn nên em đo kích thước một chút. Con này chiều dài này của nó, hết cái quạt này nó là 21cm này, bề ngang của nó là 17 này, tổng chiều cao đây, tổng chiều cao nó khoảng độ 9cm nhé các bác. Đó, con này 650k nhé. Em có hai con này thì em có hai con này. Đó, quay sang bên này thì để em giới thiệu đến cho các bác cái túi cá này trước này. Hôm qua em lên cái video cái túi cá này, các bác ủng hộ em khá là nhiều nhé. Thì hôm nay em bê cái bịch mới về này. Đó, giá em bán là 80k một cái này. Các bác mua lẻ là 80k này. Mua từ 3 cái trở lên thì em bán là 200k 3 cái nhé. 200k 3 cái này. Đó, chưa bao gồm phí ship nhé. Đấy, người ta bó, nguyên bó như này là 10 cái một này. Không biết phải 10 cái một không? Em chưa đếm trong này có phải 10 cái không, nhưng mà bó nguyên như này nhá, em về còn khá là nhiều. Thì cái túi này thì nó có như này nhá, em bóc một cái ra đây. Đó, thì nguyên bản của nó em bóc một cái ra như này con. Cái này thì em làm mẫu thôi nhá. Đó, nó có cái này này. Đó, cái này để xoáy nhá các bác. Đó, cái này để xoáy như này nhá các bác. Cái này nó xoáy để là các bác để cắm vào bờ, nó bằng nhôm luôn nhé các bác. Đấy, xoáy để cầm như này này, cắm vào bờ này. Hoặc là các bác có thể cắm kiểu này này. Đó, xoáy xuống như này nhé. Đó, cắm kiểu này. Đó, và không dùng nữa thì các bác xoáy nó ra. Xoáy nó ra gập nó vào nhé các bác. Đó, xoáy nó ra gập nó vào trong như này. Đó, rất là gọn. Cái miệng trên cùng là như này nhé các bác. Kích cỡ của cái miệng này nó là khoảng độ 31cm nhé. Đó,
31 32 cm, đo chiều này thì 33 này, đo chiều này thì là 32 này, 31 này, nó khoảng độ 32 cm nhé. Đó, nó hơi méo méo. Cái lưới đầu tiên là cái vải dù như này này. Đó, cái túi này thì nó cũ rồi, nó xấu nhá. Cái khoang thứ hai thì là nó có một cái dây rút ở đây này. Cái dây rút ở đây, ôi cái này em đánh rơi mất cái dây rút rồi. cái hôm qua đâu? Cái view hôm qua đâu? Bán rồi à? Đó, khoang thứ hai này nè các bác này. Chỗ này nó có cái dây rút ở đây nhá các bác. Đó, cái mới là nó sẽ có dây rút này. Đó, khoang thứ ba này, khoang thứ tư này, nó có 5 khoang nhá. Đó, và cái khoang cuối cùng thì nó như thế này nhá các bác. Đấy, khoang cuối cùng nó như thế này. Khả năng em phải bóc một cái mới ra em view cho các bác. Cái này là vành inox nhá các bác, vành bằng inox này. Trong này nó có cái sợi dây chịu tải này, không biết bằng thép hay bằng gì nhưng mà có bọc nhựa rồi nhá các bác. Đó, bây giờ em sẽ bóc hẳn một cái mới cho các bác xem nhá. View hẳn một cái mới cho các bác xem này. Đây nhá. Này em bóc kem cái mới cho các bác xem nhá. Đó, hàng các bác nhận được nó sẽ như thế này này, em sẽ bóc luôn một cái này. Đó, bóc luôn một cái để view cho các bác xem, lại đút vào nhá. Các bác hàng các bác nhận được nó sẽ nguyên nguyên đai nguyên kiện như này. Đó. Mới chắc kẹt kẹt như này nha các bác. Đấy, mới đét như này. Đó, bác nhìn sướng mắt chưa? Mới đét luôn nhá. Đó, em không view lại nữa. Đây. Đấy, như này nha các bác. Đó, mới đét như này. Đây, cái này nó mới bê đét thì nó có cái dây rút này. Để rút lại như này nha các bác. Đó, rút lại như này. Để nó thắt cái này cho cá nó phải ra đó các bác. Cái này gọi là túi đựng cá nhá. Đây, cái vành inox của nó đây. Đấy, túi đẹp, đẹp keng như này nha các bác. Vành inox đây. Cái sợi dây này của nó là sợi dây bọc nhựa rồi nha các bác. Có bọc nhựa bên ngoài rồi. Sợi kia cáp á. Rất là đẹp nha các bác. Đó, mới chắc nhỉ. Cái này nó là hàng hàng chưa qua sử dụng nhưng mà nó mới 100%, nhưng mà kiểu nó chắc công ty nào vỡ nợ ấy các bác, người ta bán thanh lý ấy. Còn em mua được nhé các bác. Bây giờ mình không mong gì người ta vỡ nợ nhưng mà chắc không bán được các bác, bán thanh lý. Bây giờ mà em mua được rẻ em bán rẻ nhé. Còn cái này các bác cứ gõ search trên Shopee nhé. tầm cỡ 150-200 một cái túi này thôi nhé các bác. Toàn tầm 150-200 một cái, em bán có 80k bằng nửa trên Shopee. Đó, mua 3 cái thì có 200. 3 cái 200 tính ra có 60 nghìn một cái nhé. Đó, 60 nghìn một cái, còn công em đóng gói mất thuê nhân công là đóng một đơn là mất, thí dụ 200k này em thuê công đóng là mất 10 nghìn này, vật tư mất 5 nghìn nữa là 15 nghìn. Thì còn 185 nghìn thì em tính ra có 60 nghìn một cái này nha các bác. Dạ. Tiếp tục quay sang bên này. Thì em giới thiệu đến cho các bác, hôm nay em về được một cái lô bình áp cách ly này. Đó. Thì con đầu tiên em giới thiệu đến cho các bác cái con bé bé này nha các bác. Em bán 650k này. Đây cho các bác chụp hình này. Đó. Con này của nó đây nha các bác, chụp hình kỹ giúp em nhé. Để nó cái dán cái tờ này lại dán hướng bên dưới này. Đó, con này của Nhật nhé các bác. Này ra bàn luôn này. Đó. Điện áp vào của nó 190, 200 này, 201 này. Điện áp ra của nó 90, 100, 110 này. Đó. Con này công suất của nó là 300 VA nha các bác, một pha luôn. Đó, điện một pha nhé. Con này em bán 650k. Nó đẹp kiểu như mới nhé các bác. Các bác nhìn nhé, nó đẹp đúng kiểu như mới. Đẹp dã man luôn con này. Đó, 650k. Đó là con đầu tiên. Con thứ hai vẫn là nó nhé. Vẫn là cái con đó. Đó. Con thứ này con em không bê lên, em dí máy quay vào cho các bác chụp ảnh thôi. Đó, con này công suất của nó là 1,5 kVA nhé các bác. Đó, điện vào của nó đây. Đó, cũng 190, 200, 201 này. Điện áp ra là 90, 100, 110 này. Đó, cũng một pha nhé các bác. Con này là 1,5 kW này, à 1,5 kVA nhé. Đó, con này em bán giá 2 triệu 2.
2,2 triệu con này. Đó, con này 1,5 kVA, đẹp lắm các bác, đẹp như mới này. Em khả năng em phải bê con này lên cho các bác nhỏ một chút, con này nó đẹp kinh khủng luôn. Ôi nó nặng lắm các bác, gần 20 cân. Đấy, đấy. Đẹp đẹp chưa? Cái kiểu như là mới ấy các bác. Tay em tháo ra nhá, nâng niu từng tí một luôn. Đó, dây dợ của nó này, các bác nhìn thích chưa? Đó, con thứ ba. Đó, con thứ ba là con này, em bán giá 2,6 triệu này. Con này 2,6 triệu nhé. Cái con này thì là 1,8 kVA nhé. Con này của hãng Chiba của Nhật Bản này. Nó có đóng cái chữ Chiba ở đây này, Nhật Bản. Đó, con này 2,6 triệu, 1,8 kVA nhé. Cũng điện một pha luôn. Thì đầu vào của nó đây. Đầu vào của nó là 230V này, 220V và 200V, 180V đều được. Đó, đầu ra của nó đây. Đầu ra của nó đây nhá các bác, thì nó có ra tận 3 cổng nhá. 90V, 100V và 110V. Đây là 5A này, 5A 90V, 5A 100V, 5A 10V. 4A 90V, 4A 100V, 4A 110V và 9A 90V, 9A 100V và 9A 110V. Đó. Nó ra rất nhiều cổng nhá. Con này cũng khá là đẹp, các bác nhìn này. To chà bá. Con này nặng lắm. Đó, con này nặng, nó ghi ở đây là 18 cân rồi các bác. Biết phải không? 18 kg nhé các bác. Đó, 1,8 kW. Đó, 1,8 kVA nó tương đương 1,8 kW nhé các bác. Transformer này, con này của Nhật, cũng của Nhật luôn này. Đó, con thứ hai, con này 2,6 triệu nhé các bác. Đó, con thứ ba, con này cũng 2,6 triệu này. Con này cũng 1,8 kVA nha các bác. Đây có ghi rõ ràng ở đây này. Đó, các bác chụp hình giúp em nhá. Đấy, một pha này, 50 hoặc 60 Hz, 1,8 kVA nhá. Đó. Con này đến từ thương hiệu Sanjiang Electronic này. Con này không thấy ghi là của nước nào, không thấy ghi của nước nào. Con này em nghĩ chắc của Hàn Quốc à, hay là của Nhật thì em không biết nhá. Đó, Sanjiang này. Đó, PV230 thì nó có ghi ở đây nhé các bác. Chỗ này thì nó hơi mờ mờ một chút này. Em sẽ bẩy cái nắp này ra cho các bác nhìn nó rõ hơn nhé. Cái nắp này nó có ghi chỗ này là 230 này, chỗ này là 220 này, chỗ này là 200 và chỗ này là 180V này. Đấy là các đầu vào nhé các bác. Đây là mát này, đây là không này. Chỗ này là dây tiếp địa này, chỗ này là điện không này. Có nghĩa là các bác cứ đấu một cọc và một đầu này, nếu mà đấu vào 220 đấu vào đây nhá. Đây hiện tại là người ta đang đấu 220 này. Đó, đầu ra của nó đây nhá. Đầu ra của nó cũng giống con bên kia. Cũng giống con bên kia, em tháo cái nắp này ra cho dễ nhìn. Cũng 6A này, 90V, 100V, 110V này. 4A này thì là 90V, 100V, 110V này. Và đây là 9A này, 90V, 100V và 110V. Đó, nó có cần lấy cổng nhá. Nó giống y xì cái con này. Và cái con này em cũng bán 2,6 triệu này. Con này cân lên là nặng 19 cân nhá, nặng hơn con này 1 cân. Đó, không biết lý do gì mà nó nặng hơn. Và cái con cuối cùng là cái con này. Con này nhá các bác, con này em bán giá 3 triệu này. Đó, cái con này nó của cái hãng gì đây em không dành, các bác chụp ảnh nó check nhá. Đó, con này thì 2 kVA. Đó, điện áp vào của nó là một cổng này là 200 này, một cổng này là 220. Đó, hai cổng này, một cổng 200 này, cổng này 220 nhá. Nó ra chỉ, nó cũng ra hai cổng là 100 và 110. Đó, nó ra hai cổng, một cổng này là 110, cổng này là 100 này, còn đây là bên âm mà. Đây là dây tiếp địa này các bác này. Đó, đây là dây nóng vào hoặc mát vào nhá. Đây là cổng này, cổng 200, cổng 220. Con này cũng điện một pha luôn nhá. Đó, mã của nó là IS2KE này, 50 hoặc 60 Hz này. Con này 2 kVA nhá. Con này em bán giá 3 triệu này. Đó, đó là những cái con đã biến áp cách ly em muốn giới thiệu đến cho các bác. Con này nó, các bác nhìn cái sợi dây của nó to kinh khủng.
Con này em sẽ quay cho các bác một chút nhé, cái con này. Đây. Nó rất là nặng nhé, con này nó nặng 25 hay 6 cân. Đó, nhìn nó đẹp kinh hồn luôn. Đó. Dây đồng đề quấn nhá, mới một lượt quấn người ta lại lót một lượt giấy. Nặng lắm, con này nặng 26 27 cân nhé các bác. Nó rất là nặng. Đó, mặt này. Đó. Con này 3 triệu này, con này 2 triệu 6 này. Con này cũng 2 triệu 6 này, con này 2 triệu 2 và con này 650k. Đó là em có 4 con biến áp cách ly nhé các bác. Quay vào trong này. Thì em lên cho các bác cái con hôm nay em vồ được một cái con này nhé các bác. Đó, con này thì em chưa lên được giá, bác nào làm ô tô thì hoặc là làm máy xúc máy các loại máy hạng nặng thì hãng lưu ý cho em con này. Đó. Con này là cái con súng bu lông hơi này. Bu lông hơi nhá. Đấy. Hàng mới đét. Chưa qua sử dụng, mới kính cong luôn nhá các bác. Đấy. Công tắc này là đảo chiều này, ra vào này, có đánh dấu ở đây rồi nhá, cò ở đây nhá các bác. Hàng mới đét luôn nhá. Đó, chưa sử dụng nhá các bác. Các bác check cho em cái mã này. Đó, 1820 này. Mai Gia In Japan này, mã 1820 này nhá các bác. Các bác check cái con này nhá, mã của nó là 1620, ở trên eBay đang bán là 21 triệu nhá các bác. Đó, trên eBay đang bán cái mã 1620 này là 21 triệu. Thế còn cái mã này thì em chưa tra được người ta đang bán bao nhiêu tiền. Đó, con bu lông này, em sẽ đo kích thước nhá, con này nó nặng gần 5 cân nhá. Full nhôm mà nặng gần 5 cân thì các bác có thể là các bác này, các bác chuyên ngành thì các bác mới biết được cái con này nhá. Con này chắc lực bắn thì kinh khủng. Người ta còn cần cả một cái móc treo ở đây này, kiểu như nó nặng á. Treo ở đây. Đây là nó có một cái tay nắm để xoáy vào đây để cầm nhá, để chống vặn tay nhá các bác. Đấy. Khi các bác thao tác là các bác phải cầm như này nhá. Nhưng mà đây nó là hàng mới, đâm ra em không tháo ra, em không xoáy nhá. Các bác về xoáy sau. Bên trong cái này thì nó có hai cái lục giác này, chả biết để mở cái gì nhá các bác. Nó có hai cái lục giác ở đây và hai cái long đen này. Đó, em để nguyên cho các bác luôn nhá. Đó, nó có hai cái lục giác và hai cái long đen. Đấy, nguyên của nó như này. Không biết để lắp vào chỗ nào. Đó, mới đét là đẹp nhá, chưa sử dụng nhá các bác. Còn rất là mới. Đó. Đây là cái tờ sách hướng dẫn sử dụng của nó này. Đó. Sách hướng dẫn sử dụng của nó bằng tiếng Anh này. Osaka, Nhật Bản này các bác này. Đó, sản xuất tại Nhật luôn nhá các bác. Đó. URIUOBA gì đây này. Đó. Sách hướng dẫn sử dụng này. Em đặt vào trong này nhá các bác. Em đo kích thước cho các bác một chút nhá. Nó nặng lắm. Nó dài như này các bác này, nó dài 23 cm nhá, từ bên này sang bên này 23 cm, cái thân của nó này. Các bác nhìn thấy chưa? 25 cm. Đây. 25 cm này. Rất là kinh, em cầm một tí thôi mỏi hết cả tay rồi. Đó. Bây giờ em sẽ kẹp cái đầu này nhá các bác. Cái đầu này nó là đầu bao nhiêu? 18.5, các bác thấy sợ không? Ẩu rất là to, 18.5 rồi. Để em kẹp lại cho nó chính xác nhé. Ui, em kẹp lại nó lên 19 các bác ạ. Nó vừa nãy nó bị âm nhá, em kẹp lại lần nữa này cho nó chắc ăn này. 19 luôn nhá các bác. Chuẩn của nó là 19. Đó, đầu 19 nhá. Cái lỗ cốt này là lỗ cốt 10 này. Em kẹp này nó 97 thì khả năng là 10 nhá các bác. Đó, hàng nguyên đai nguyên thùng, nhưng mà cái thùng thì nó không được đẹp lắm nha các bác. Đó, cái thùng thì nó không được đẹp. Bây giờ để vào để nào nhỉ? Em quên mất rồi. À đây, để như này. Đúng rồi. Để như này nha các bác. Đó, để như này. Và nó có cái nắp đậy vào như này nha các bác. Đây. Thì cái tem này của nó này, TM dán ở trên thân máy TMH370002. Đó, quên để cái này vào. Đây này, vào có cái nắp đậy đây và cái vỏ thùng của nó đây nha các bác. Cái vỏ thùng của nó đây, nó vỏ thùng của nó cũng không được đẹp lắm nha các bác. Đó,
TMH370002, mã của nó là URX1820. Đó, URX1820. Đây. Mới đét lên đẹp như này nha các bác. Đó. Đó, con này thì em chưa lên được giá nhé. Các bác xem mua được bao nhiêu tiền thì alo thằng em. Đây. Tem của nó dưới đây nhá, URX1820. Osaka, Nhật Bản luôn nhá các bác. Đó, con này em view hơi kỹ một tí. Đó, cho các bác xem cái tem này. Con này sản xuất tại Nhật luôn nhá, hàng rất là xịn. Con này chắc là em nghĩ chỉ có mấy bác làm sửa chữa ô tô này, sửa chữa máy móc hạng nặng nhá, kiểu như dạng máy xúc, máy cẩu to á, xe tải, xe tiếc mới xài con này nhá các bác. Đó. Quay sang bên này thì em view cho các bác anh em có mấy con máy bài hai đá này. Đó, con em bán 150, con này em bán 900k nhé các bác. Thì cái con này nó sản xuất tại Trung Quốc này, nó là thương hiệu SHG này. Con này là 100V 150W nhé các bác. Đó, 100V 150W, nó đến từ cái thương hiệu gì đây, Shinko này, Shinko, nhưng mà nhà máy thì đặt tại Trung Quốc nhé các bác. Đó, toàn chữ Nhật thôi, nhà máy đặt tại Trung Quốc, Tokyo gì đây, Tokyo này, Shinko Sesa Suko đó. Em cứ đọc cái đau cả mồm các bác. Đó, cái con này á, đá còn khá là đẹp nhá. Con này em bán 900k, em sẽ test máy cho các bác luôn nhá. Đó, đá này, đá này đá Nhật luôn nhá các bác. Đó, tem Nhật này. Còn con bên này thì cũng là tem Nhật luôn này. Đá vẫn còn zin nhá các bác. Đó, đây này các bác nhìn này. Đó, hai hòn đá còn khá là đẹp. Em sẽ test con này trước này. Đó, cắm điện nhá các bác. Con này nó 100V, điện 100V. Lưu ý là điện 100V nhá các bác. Đấy, em bật máy cho nó chạy nhá. Ô, không, chưa chạy nhỉ? Hay là cắm chưa được nhỉ? Hay cắm chưa vào nhỉ? Hay cắm chưa vào nhỉ? Hay là cắm nhầm con bỏ mẹ? Đâu thử xem nào. Ôi, để em dừng máy em kiểm tra tí. Ôi thôi chết rồi em ơi. Em test máy nha các bác. Nó cái ổ điện nó trục trặc này. Chạy khá là êm nha các bác. Đó. Đó, đó là con này nha các bác. Em rút dây ra này. Dây của nó còn khá là ngon nhé. Đây. Dây của nó đây. Đó, đây nó đây nha các bác. Con này em bán 900k con này. Còn khá là đẹp, hình trước còn khá là đẹp. Đó, con thứ hai này các bác này. Con này thì nó đã là cái màu ghi rồi thì nó lại hơi mốc mốc một chút nhé, nhưng mà vẫn còn khá là đẹp này. Con này thì là vẫn sản xuất tại Trung Quốc này. Con này nó công suất nó lớn hơn nhé các bác. Con này 180W cơ. Đó, 180W này, công suất lớn hơn nhé. Con này nó đến từ cái thương hiệu Rexon này. Rexon này. Đó, để em test con này cho các bác nhé.
Đó. Đó. Con này thì nó chạy êm hơn. Em tắt đi. Công tắc này em bật từ trước rồi. Đó. Con này em bán 800k này, hình thức nó xấu xấu hơn một tí. Nó do cái đấy em bật lên nhá. Nó do cái này này các bác này, cái này nó màu ghi nhá. Nó sơn màu ghi. Đó. Chạy khá là êm. Đó. Đá thì còn khá là ngon nhá các bác, đá còn rất là dày này, nó gần kín đến cữ rồi này các bác. Bên này cũng thế này. Đó. 800k cho con này. Điện 100V nhá các bác. Các bác lưu ý với em là toàn bộ là điện 100V nhá. Đó. Đá xịn, vẫn đá xịn theo máy luôn nhá các bác. Tiếp tục sang bên này thì em vẫn còn những cái ổ cắm này này. Cái này bằng nhôm nhá các bác. Nó bao gồm 10 lỗ này. Nó sẽ có 10 cái lỗ này nha các bác. 10 cái lỗ 150k một cái này. Đó. Cái này ổ này bằng nhôm. Nó có một công tắc tổng thôi. Cái loại 10 lỗ tiếp theo này, cái loại này thì là 120k này. Đó. Loại này 120k. Thì cái này là cũng có 10 lỗ này. Tất cả những cái ổ này nó đều tải là 16A 250V hết nha các bác. Kể cả cái to cái bé đều tải hết, nó liên quan đến cái dây nguồn nha các bác. Đó. 16A 250V, cái toàn bộ ổ này là của Hàn Quốc hết. Cái loại này thì bao nhiêu? 80k một cái phải không? Cái này 80k một cái nhá, loại 6 lỗ này em bán đồng giá 80k một cái này. Đó. 80k một cái nhá các bác. Toàn bộ là 6 lỗ. Cái nào cũng 6 lỗ nhá, 1 2 3 4 5 6. Đó. Thì ngoài ra bên em vẫn còn đồ này này, nhưng mà em không view nữa. Do thời gian nó rất là dài rồi, một cái cân này. Một cái bộ ly hợp từ này, mấy cái quạt nhỏ nhỏ 300k này, cái quạt này 600k này. Đó, quạt của Đài Loan này. Và những cái quạt to khủng khiếp kia nữa nhá các bác. Đó, thì do thời lượng nó dài rồi em không lên nữa. Có thể là ngày mai em sẽ lại lên cho các bác cái lô quạt này. Và các bác mua hàng liên hệ với em qua cái số Zalo em để trên này nhé các bác. Đó. Và cuối cùng là em chào các bác và hẹn gặp lại các bác ở video ngày mai. Thân ái chào tạm biệt.